Ở đây là đến cả trăm bò không anh? Cho cả nhỏ này giờ nó khoảng gần 120, chút xích 120. 120 con bò. Và trong đó là có 60 con là bò sinh sản, còn đâu là toàn bò thịt các thứ. Đúng rồi. Nhưng mà cái tỷ lệ mà giả sử như là lên giống ấy, là tỷ lệ đẻ nó được đâu đó rơi tầm khoảng 70-80% không anh? Nhà anh phải được 90%, trên 90%. Trên 90% cái tỷ lệ đẻ luôn, đúng không? Hầu như là anh không bị con nào luôn. Đẻ tốt đấy chứ. Hello các bác, chào mừng các bác đã đến với HLT Channel. Mình đang ở một trại ở Nam Định. Bây giờ chắc cũng phải rơi tầm 100 con rồi. Và đây các bác có thể thấy là toàn là bò sinh sản này. Tiếp tục làm thêm chuồng này. Ở đây làm chuồng dê. Dê này. Dê tiếp này. Lợn rừng này. Dê bên kia nữa này. Bây giờ bao nhiêu con lợn rừng đây anh? To nhỏ chắc gần 100. Gần 100 rồi à? Bên kia nữa à? Anh làm cái trại này là được bao nhiêu năm rồi nhỉ? Từ hồi em xuống. Được 3 năm. 3 năm. Thế là toàn nuôi bò sinh sản này thôi đúng không? Đúng rồi, anh độc nuôi sinh sản thôi. Đấy, toàn những cái dòng lysine các thứ thôi. Cái này là phối tinh hay là cho nhảy anh? Phối tinh. Phối tinh à? Những con nào nhảy không được thì anh mới... những con nào phối không được thì anh mới cho nhảy thôi. Còn phối hết, nó ra con là chuẩn. Con này để cho nhảy con tơ đi hả? Nhảy tơ đây. Kiếm con nào nó to hơn nữa đi. Con này mới được 16 tháng mà. 16 tháng. Chưa răng nào đâu. Vâng. Con này khung sườn nó vẫn hơi nhỏ. Khung sườn nó vẫn nhỏ. Nhưng mà ở kia thì có con đẹp hơn nhưng mà mỗi cái là nó không được máu, nó không được cái máu bố nhiều. Bây giờ là tổng bao nhiêu bò sinh sản anh? 60 con nái. 60 nái. Toàn những cái dòng lysine các thứ hả? Độc lysine rồi. Toàn lysine. Lysine với Nai Man. Vâng. Đây này, cho bác ngó. Nhưng mà anh thấy là đẻ tốt không? Từ khi nuôi rồi tầm 3 năm nay, em thấy là đi qua rất là nhiều trại và người ta sợ nuôi bò sinh sản. Lúc đầu thì rất là hăng hái. Nhưng mà sau đó là kiểu nuôi bò sinh sản là cũng khó, chán. Rồi đẻ nó không được đồng đều, rồi tiếp theo là hay có hiện tượng viêm nhiễm rồi nó không đẻ được ấy. Thì anh nuôi 3 năm thì rút ra kinh nghiệm gì không? Không, nhà anh vẫn đẻ đều. Vẫn đẻ đều ạ? Ừ, nói chung là bò nhà anh thì nó hong hong bò thôi nhưng mà nó đẻ tốt lắm. Dạ vâng. Bởi vì anh không chăm lắm nên là nó đẻ tốt. Ồ. Đấy, con của nó đâu, con nó ngoài kia kìa. Ồ, con nó ngoài này đấy. Đấy, con nó đẹp vậy đấy. Ồ. Toàn bộ cái bò ngoài dạ. Đấy là con của nó hết đấy. Tháng vừa rồi đẻ 7 con mà, kìa 7 con này kìa. Từ hôm 13 kia. đến hôm kia là đẻ 7 con. Cho em qua đấy. Lúc nhúc như lợn con đấy mà. Cái này là phối tinh hết hả anh? Ừ, phối tinh hết. Có mấy con là kiểu nó nai man là anh bắt về. Tháng đẻ 7 con. Cái này là anh bán giống này nuôi lại làm thịt hết anh? Những con nào nó cao dài thì anh để lại anh nuôi thịt, vỗ thịt. À. Còn những con nào mà nó kém thì anh nuôi dở chừng là anh bán bớt đi. Hey nhớ các con, ôi dồi ôi, nhìn những em bê đáng yêu 2, 4, 6, 7, 7 em. Ôi, chào con. Phối bao bê hết rồi anh? Phối bao bê. Không, có hai con này là man này. Dạ. Hai con này man này. Hai con kia man này đúng rồi, tai to. Rồi. Đấy là nứa đầu cho nhảy. Nứa đầu cho nhảy. Mẹ nứa đầu cho nhảy. Vâng. Thì bao nhiêu con cái, bao nhiêu con được anh? Tỷ lệ đợt vừa rồi... cái 60%. Cái 60%. Được có 40% thôi. Dạ. Giả sử những cái đàn này thì anh có thể phối gớt được mà. Phối được phối như những con mẹ kia phối gớt được mà. Không, anh... kể cả những cái con bò bò lysine này phối gớt thoải mái anh. Nhưng anh thấy nếu mà bán thịt thì cái thằng gớt không hiệu quả bằng thằng. Nhưng mà thịt nó ngon. Bao bì. Thịt nó ngon anh. Thịt ngon lắm. Với lại thứ hai là sau này anh phát triển phối gớt được con cái có thể chủ yếu là lấy làm lèn. Làm lái lèn, con đực có thể là nuôi làm sinh sản được ấy. Hay chứ.
Hôm nay chắc là mới đẻ được 4-5 ngày mới. 5 ngày? Chưa đụng rốn kìa. Rốn vẫn còn chưa khô à? Nói chung là bọn này con nào như con to nhất kia mới được 11 ngày kìa. Dạ. Đấy, con độc bọn này 4-5 ngày với 5-6 ngày hết. Vâng, ôi rồi. Ra đây nằm như lợn con, như lợn dê. Đây lợn luôn hả anh? Ờ, đây lợn rừng. Đây lợn rừng luôn. À, có cả lợn sinh sản luôn hả? Không, lợn sinh sản anh bắt cặp mẹ con trong kia về đấy. Bởi vì anh, nhà anh có xe chạy Bắc Nam. À, có xe chạy Bắc Nam. Anh cứ bắt cả đàn vậy về nè. Sau này anh nuôi anh tách ra phát là mẹ anh vỗ anh bán thịt. Dạ. Xong nuôi sinh sản? Không, không nuôi sinh sản. Nuôi sinh sản con lợn người ta không có giống thì người ta phải nuôi sinh sản. Đắt không anh? Đắt không? Bình thường. Một con lợn này nếu là... mà tầm khoảng tính như cân là bao nhiêu? Bán là trên 10 cân nó vào tầm 1,2 triệu. À, trên 10 cân là 1,2 triệu. Lợn giống. Lợn giống. Còn lợn thịt anh bán có 100.000 cân lợn hơn. Này là con kia lạnh quá không? Không, không có gì đâu. Về mùa này thoải mái. Được cái con lợn rừng này nó sức khỏe. Đề kháng nó khỏe. Là dê tính là chuyển sang bên kia đúng không? Đúng cái rồi. đàn dê bên này. Không, đàn kia là mấy nữa có người bắt rồi đấy. À. Anh mang về cho người ta. Đấy. Dạ vâng. Còn cái sân đấy sau này là anh đổ bê tông đi nuôi mấy chục con lợn. Dê rồi. Này anh cũng nhập từ trong Nam ra đúng không? Đúng rồi, nhập Bù Đốp ra đây. Nhà anh có 12 con xe chạy Bắc Nam mà. Ở đây là đến cả trăm bò không anh? To cả nhỏ này giờ nó khoảng gần 120, xút xít 120. 120 con bò. Và trong đó là có 60 con là bò sinh sản, còn đâu là toàn bò thịt các thứ. Đúng rồi. Nhưng mà cái tỷ lệ mà giả sử như là lên giống ấy, là tỷ lệ đẻ nó được đâu đó rơi tầm khoảng 70-80% không anh? Nhà anh phải được 90%, trên 90%. Trên 90% cái tỷ lệ đẻ luôn. Ừ. Wow. Hầu như là anh không bị con nào luôn. Đẻ tốt đấy chứ. Không phải, nó do kỹ thuật, cái người chăm nữa. Vâng. Người biết nuôi đỡ đẻ nữa. Dạ. Đây, cho em vào đây tí. Đây, đi hôm nay hoặc? Đi hôm nào? Đi hôm nay. Con đây. Kia bên ngoài kia đẹp hết nhỉ? Đi thẳng cái này ra, cho nó sạch. Chỗ này vừa giờ mở nước cho nó uống quên không khóa. Dạ. Ở đây... Hai anh kia anh vừa bắt về. À, vừa bắt về đấy ạ. Vừa to, không tảng to chứ. Hai anh đấy cũng tảng to một con chứ. Tơ, nửa đầu, chửa nửa đầu. Còn dạ. Một con kia đang 6 răng rồi. Anh mà nuôi mà cái tỷ lệ đẻ đâu đó rơi tầm khoảng 90% là quá tốt luôn đấy anh. 90%? Quá tốt luôn đấy. Nhưng mà có một cái vấn đề nữa là mùa đông á, anh chuẩn bị thức ăn kiểu gì? Mùa đông ở đây chủ yếu anh ăn rơm với nệ cỏ ủ thì ít thôi. Vâng. Chủ yếu một cái ngô ủ. Ngô ủ có hả? Có. Ở đây có chỗ nào trồng không? Có chứ. Cái dọc trên này người ta trồng nhiều, anh đi mua có lần mua hàng hàng mấy chục mẫu luôn. Dạ vâng. Thế tốt quá. Đây là bò mẹ đẻ ra hết rồi. Mẹ nó đẻ ra hết đấy. Đẹp chứ nhờ? Đẹp mà. Có thể thấy nhìn những con bê kia nhìn đẹp chưa? Quan ơi, chuồng kia. Con đấy là được khoảng mấy tháng rồi anh? Con đấy 6 tháng rồi đấy. 6 tháng tách rồi hả? Tách rồi đấy. Vâng. Con bò này là chửa rồi đấy, chửa hết rồi đấy. Dạ vâng. Mấy con này chửa hết, con đực kia nó nhảy chửa rồi đấy. Dạ. Còn đây là chuồng dê mà anh bắt chuồng cho dê. Họ đây hả? Đấy đang xây để tách chuyển nó ra kia. Còn cái chuồng đấy là chuồng sinh sản của bò. À. Để cho bò đẻ ở đấy. Nhưng mà tạm thời là chưa làm được xong chuồng, đợt vừa rồi nó mưa dạ. Lắm. Tiếp tục đó là làm thêm chuồng luôn. Đây. Đấy, xong mấy nữa anh chuyển ít đất này đi là anh làm sân chơi cho bò ở đây nữa. Dạ vâng. Xong anh làm tiếp một dãy chuồng dọc từ đây ra đây nữa, anh làm máng trước này mà, làm cột sẵn này mà. Dạ. Dê này toàn dê vùng trong. Ui dồi. Dê này dê vỗ béo. Dê vỗ béo. Đàn này mới về được chưa được một tuần. Cái này là anh chọn rơm à? Độc có rơm với bao bìa với cám có vậy. Rơm bao bìa với cám rồi. Ngôi nhà lắm. Bọn này cũng dễ tính nhỉ? Dễ tính nhỉ? Cả đàn này 2 ngày mới hết cục rơm. Cái này lắm lúc vào buổi đêm nhỉ? Lúc cứ o kiểu này thôi rồi. Như kiểu trẻ con khóc. Đấy. Như kiểu người nói ấy. Đêm gần như nó gào lên. Vâng. Toàn dây đực hết. Đâu dây đực hết. Vâng. Nuôi vỗ béo mà.
Nói chung là cũng lợi nhuận, nuôi mỗi con dê này tháng trừ chi phí độ được 300 nghìn đấy. À kìa. 300 nghìn đầu con. 300 nghìn đầu con, thế cũng được ấy chứ. Bây giờ dê này được khoảng bao nhiêu tiền cân đấy? Nếu bán dê này thì như những nhà người ta chăn nuôi nhỏ lẻ người ta bán 150, 160, như anh bán chỉ có 120. 120 nghìn cân. Ừ. Đấy, lợn rừng người ta bán 140, 150, anh chỉ bán 100. 100 nghìn cân lợn rừng. Ở đây còn nhiều, mấy chục con dê đây anh? Đây chắc, chỗ đây chắc tầm 40 con. To nhỏ 40 con. 40 con dê. Đây là bộ dê sinh sản đó. Dê sinh sản này, cái đàn này bắt về cho người ta, cho thằng ở bên Thái Bình, cái trang trại bên Thái Bình. Đây có ông dê cụ luôn này. Vâng. Chưa có dê đầu đàn luôn. Không có dê. Dâu dài ông bác, nhìn con dê chân đau rồi. À đâu, chắc còn lòng nó tê. Tê. Đây nuôi cả gà nữa. Có ít gà nữa. Ờ. Dòng gà ta lai nữa. Ê. Vui phết nhỉ. Nuôi rất nhiều loại luôn. Hổ nốn. Hổ lốn, trâu, bò, lợn, gà, dê. Chưa có cừu rồi. Không, cừu không nuôi. Nuôi cừu vất vả lắm. Cừu là phải vào trong Linh Thuận. Đúng rồi. Linh Thuận thì nhiều cừu. Nó thả rông đầy luôn cừu. Anh nhiều những con lái to chứ không tản to, nhưng mà dạ, mỗi cái là đợt vừa rồi là nó kém cỏ. Dạ. Không rơm có cũng hết luôn. Ờ, rơm hết luôn. Nay là cho người đi cắt cỏ ngoài đồng đấy. Vâng. Mang máy đi nia xong là tí anh đánh xe ben đi bốc đấy. Không, bây giờ là anh đã trồng nhiều cỏ chưa? Cỏ mới được có 5 mẫu kìa. 5 mẫu cỏ kìa. Ở kia ngoài kia 2 mẫu, đây 3 mẫu. 5 mẫu, 5 mẫu. Mới được đâu đó chưa đầy 2 ha. Đúng rồi. Chưa đầy 2 ha mà bây giờ 2 đến cả dê, cả bò phải 150, 160 con làm sao đủ ăn được. Sao đủ ăn được. Đó. Bò này nuôi đến Tết bán được rồi. Bò này thì đến Tết. Dạ. Bò này anh mới nuôi từ hôm bắt về, bắt nó khoảng 220 cân hơi. 220 cân hơi. Ờ, mà anh nuôi bắt về từ hôm trung tuần tháng 11. Dạ. Đến bây giờ 4 tháng đấy. Dạ vâng. 4 tháng. Con này nó phải tầm trên 4 tạ rồi. Vâng vâng. Con này phải trên 4 tạ rồi. Cái này bắt ở đâu anh? Anh đi bắt của dân thôi. Bắt dân thôi. Một số con của nhà, một số con của dân. Vâng. Cái dàn này là cứ nuôi từ từ đến Tết bán là ok. Vậy không, năm con này tầm tháng 8, rằm tháng 7, rằm tháng 8 mình xuất bớt năm con này đi. Dạ vâng. Bởi vì nhà cũng chỉ có 15 cái khung bên này thôi, là cứ mỗi lần xuất 5 con, 5 con 1, 5 con 1. Ok, xong bắt đầu lại đóng bọn đấy. Kia lại vào đây. Để vỗ. Bọn kia okay. Cứ tầm khoảng 3 tạ ra đi anh mới cho vào. Vâng. Này bán hormone thôi chưa anh? Có rồi, hormone đấy nhà mình đây. Dạ vâng. Anh làm luôn từ đầu luôn năm. Luôn sán làm ok hết rồi. Chuẩn bị hết. Làm ok hết rồi. Đó. Ngồi chăn nuôi bò sinh sản rất hiệu quả đấy mà. Đấy, trời ơi, đấy canxi bo này bác này. Đó, cho bò sinh sản này, cộng với bò con ăn thì thôi rồi luôn. Giờ bây giờ gần hết rồi này mà bây giờ là phải đợi. Đấy, hết trời ơi, cái máy to rồi luôn. Máy này hình như là còn 30 triệu này. Đây, các bác nhìn thấy không? Đồng này. Chưa có lúa đâu, phải rơi tầm khoảng 2 tháng nữa. Có lúa cơ, mới có rơm cơ. Rồi thế thôi các bác, chia sẻ với bác qua trại nhà anh Dũng ở Nam Định. Đây hình như là ở Nghĩa Hưng, Nam Định các bác. Để các bác có thể tham khảo ha. Mình kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video lần sau. Xin cảm ơn toàn thể các bác. Xin chào.